Ngày 14 tháng 1, tại huyện Gia Lâm, Hà Nội, Bia Sài Gòn phối hợp cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Tết sẻ chia, năm rồng khởi sắc cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phát biểu tại chương trình, bà Trần Kim Nga, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Công ty Cổ phần Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn cho biết. Với cam kết luôn đóng góp để tạo những giá trị tích cực cho đất nước và con người Việt Nam, Sabeco đã, đang và luôn chung tay cùng các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương trong các hoạt động hướng đến phát triển bền vững trong cộng đồng. Chương trình cộng đồng Tết sẻ chia, năm rồng khởi sắc là một phần trong khuôn khổ chiến dịch đón Tết rồng nhân bội lộc được Sabeco thông qua thương hiệu Bia Sài Gòn khởi xướng để chào đón năm Giáp Thìn 2024. Chương trình Tết sẻ chia năm rồng khởi sắc do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Tổng Công ty Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn Sabeco sẽ tổ chức trao quà cho 10.400 các hộ gia đình là ngư dân, là công nhân lao động gặp khó khăn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn và bị ảnh hưởng bởi quá trình phục hồi của Việt Nam, và các chiến sĩ ở đồn biên phòng ở vùng biển, vùng biên giới tại 25 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Đại diện cho 600 công nhân và người lao động tham dự chương trình, công nhân Trần Thùy Linh bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi chương trình sẽ là động lực đầy ý nghĩa, giúp cho người lao động vượt qua khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Đặc biệt, bằng những chương trình an sinh từ thiện rất có ý nghĩa như chương trình ngày hôm nay, chúng tôi được tiếp thêm niềm tin, sức mạnh rằng cả xã hội đều đang chung tay giúp đỡ lực lượng công nhân, người lao động trực tiếp tham gia sản xuất như chúng tôi với phương châm không một ai bị bỏ lại phía sau. Tại chương trình, 600 phần quà Tết, mỗi suất trị giá 700.000 đồng đã được ban tổ chức trao tặng cho các công nhân lao động địa phương trong bầu không khí phấn khởi tại không gian vui chơi đón xuân Giáp Thìn. Thủ đô Hà Nội cũng là một trong số 25 tỉnh thành mà Tết sẻ chia, năm rồng khởi sắc sẽ đi qua. Với các chủ đề và nhiều hoạt động khác nhau, không gian đón Tết mang đến cho điểm hẹn vui chơi giải trí cuối năm, không chỉ cho người lao động mà còn cả người dân địa phương, cùng nhau đón nhận và lan tỏa tinh thần lạc quan, tài lộc trước thềm năm mới. Bao gồm khu vực lộc tỏa như nắng, nơi chụp ảnh check-in với các góc trang trí theo chủ đề Tết, để người tham gia lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ ngày cuối năm với bạn bè và gia đình. Khu vực lộc trổ như cây, nơi người chơi tham gia hái lộc. Với ước mong tìm kiếm sự may mắn cho một năm mới tốt đẹp hơn, khu vực lộc chất như núi với hoạt động nghiệm trò chơi thực tế ảo tăng cường, mang tên Dragon Game Bia Sài Gòn để người chơi săn rồng đón lộc. Khu vực lộc tour như thác với những trò chơi tương tác cộng đồng, thử thách người chơi đoàn kết để giành chiến thắng, thể hiện tinh thần gắn kết ngày Tết, cùng nhau vượt qua thử thách của năm cũ, hướng đến năm mới khởi sắc hơn. Là hoạt động thường niên của Sabeco và Bia Sài Gòn, chương trình cộng đồng của Bia Sài Gòn năm nay đặc biệt hướng đến đối tượng công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm việc làm, ngư dân các vùng biển gặp khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, giúp giảm bớt phần nào gánh nặng chăm lo Tết cho người dân của chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, chương trình cũng dành những phần quà tri ân đến lực lượng bộ đội biên phòng, đã ngày đêm ra sức bảo vệ lãnh thổ chủ quyền quốc gia. Dự kiến sẽ có hơn 10.400 phần quà Tết được ban tổ chức trao tặng đến cộng đồng trong chương trình này.